có rất nhiều hình thức vay vốn mà các ngân hàng thương mại đưa ra để phù hợp với điều kiện, nhu cầu vay vốn của khách hàng. Trong đó, vay cầm cố sổ tiết kiệm là một hình thức vay tiền mà người vay sử dụng sổ tiết kiệm của chính mình làm tài sản thế chấp. Chính vì thế, thủ tục vay rất đơn giản và nhanh gọn. Là giáo viên về hưu, cứ có tiền tích góp được từ lương, từ tiền làm thêm của hai vợ chồng, bà Loan lại mang đi gửi tiết kiệm dài hạn. Bà thường gửi 6 tháng hoặc 1 năm, chính vì thế mỗi khi cần tiền đột xuất, sổ chưa đến hạn rút, bà sẽ mang thế chấp sổ tiết kiệm để vay tiền. Khi mà tôi cần đến cái nguồn tiền đột xuất mà chưa đến hạn để mà rút tiền ấy, thì nếu mà tôi lấy cái số tiền đấy tôi rút ấy, thì tự nhiên là sẽ thành lãi suất không kỳ hạn, thì rất là thiệt thòi. Thế thì nhân viên ngân hàng có tư vấn cho tôi là thế chấp cái sổ tiết kiệm đó, tôi vay một khoản tiền. Thì khi vay thì cái lãi suất đương nhiên là nó sẽ cao hơn so với cái lãi suất tôi gửi. Nhưng mà trừ đi và so sánh giữa cái lãi suất mà tôi được gửi, tôi được rút khi đến kỳ hạn, đấy, trừ đi thì tôi thấy vẫn còn được lợi. Còn chị Hồng làm kinh doanh nhỏ cùng gia đình, đang cần tiền để nhập hàng. Chị muốn rút sổ tiết kiệm ra để trang trải, nhưng sau khi nghe nhân viên tư vấn, chị đã cầm cố luôn sổ tiết kiệm để vay tiền. Chỉ một lúc sau, chị đã nhận được số tiền mình cần. Tôi cũng thấy nó cũng thuận tiện và nó cũng nhanh. Thì tôi cần cái nguồn vốn để về giải quyết cái công việc để nhập hàng. Và cái phương thức mà để tôi trả ngân hàng ấy, thì là nếu mà ngắn thì là tôi cũng cần cái tiền của cái nguồn bán hàng của tôi ra, là tôi sẽ thanh toán với lại ngân hàng. Hiện người có nhu cầu sẽ được vay tối đa 100%, thậm chí hơn 100% giá trị của sổ nếu sổ đã gửi được thời gian dài và ngày vay ngắn. Mức lãi cho vay cầm cố sổ tiết kiệm thường trên khoảng 2% so với lãi suất gửi tiết kiệm, và tiền vay có thể trả một lần hoặc có thể chia ra trả gốc và lãi theo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc cuối năm.